Facebook bắt đầu có ở Việt Nam là em bắt đầu có rồi, thì em bắt đầu lên cái võ mạng ấy, thì cái vụ ông Võ Hoàng Yên ấy, em đã từng bị chửi sấp mặt bởi vì em không tin vào những cái đấy, em không tin vào bởi vì em tin vào khoa học của thế giới. Nền y học nó hiện đại mà nó chưa chữa được cái đó, nếu mà ông có chữa được cái đó ấy, thì nó sẽ có rất nhiều nhà khoa học rồi người ta sẽ tìm hiểu nguyên nhân rồi người ta sẽ nghiên cứu, thế nhưng mà em lại không thấy điều đó. Thế thì nói chung là văn hóa thần tượng thái quá ấy, thì nói chung là trong cuộc đời em cũng có thần tượng chứ. Ví dụ em nói đơn giản nhất là cái tổng giám đốc của Điền Quân đấy anh, Coloman đó, có một thời Coloman, em Vũ rất Điền. Điền đấy, một thời em rất thần tượng. Thế nhưng mà dần dần thì nó cũng loãng anh ạ, dần dần thì cái thần tượng mình không phải là thần tượng một cách mù quáng, đôi khi có những Đúng rồi. cái mà nó làm cho mình nó sụp đổ cái thần tượng đó trong mắt mình chẳng hạn. Thế tất nhiên là người ta vẫn còn hơn mình rất là nhiều, thế nhưng mà một để một thần tượng thì mình mong nó tròn trịa hơn anh ạ. Đúng rồi. Thế thì chia sẻ với câu chuyện của dần dần trên mạng với anh, thì em quan điểm của em thế này, về bà Phương Hằng ấy anh, thì cái chuyện cá nhân của bà đấy thì mình không nói, thế nhưng mà em thì em lại thấy rằng là cái lời nói của bà ấy có giá trị với cái xã hội. Bởi vì sao? Bà đánh trúng được rất là nhiều những cái góc gọi là tiêu cực của xã hội. Cái thứ nhất là gì? Cái thứ nhất là đạo đức của cái người mà mang cái danh nghệ sĩ. Cái thứ hai Thế này là là Nam, Nam thế này Nam, giống như cái tiêu chí anh đưa ra, mình chỉ kêu gọi là người dân nên công bằng hơn. Công bằng hơn gì? Công bằng hơn về cái nhìn về thần tượng, đúng không? Nó thực tế một chút, tức là cái Nói chung câu em cũng chuyện không phân tích sâu về cá nhân ai cả anh ạ, em cũng chỉ anh nói đến cói chuyện cá nhân em nói. Thế nhưng mà nó có anh ba nhớ cái anh góc nhớ em cảm thấy là ba cái điều mà em thấy là bà Hằng bãi đưa ra một mũi tên, còn cái vấn đề cá nhân của bà ấy thì mình không không bình luận và em cũng không bằng. Thì nó có cái ba cái chính mà bà ấy, em thấy là bà ấy lên tiếng là cái thứ nhất là nó vạch mặt những cái niềm tin về cái gọi thần y một cách mù quáng để cho mất tiền, và có khi lại còn phải trả thêm. Cái thứ hai là cái gì? Đạo đức của người mang danh nghệ sĩ. Và thứ ba là cái gì nữa? Là quảng cáo một cách tràn lan anh ạ, quảng cáo một cách tràn lan mà không có một Không có trách nhiệm đúng cái không? Không có trách nhiệm không đúng có một cái trách nhiệm, không có một cái trách nhiệm đạo đức trong cái công việc của mình, để chỉ miễn làm sao là đút đồng tiền vào túi Đúng đấy. rồi. Thì em thấy là có mấy cái góc cạnh đó là khi bà Hằng bà lên tiếng là em thấy là cực kỳ có giá trị với xã hội đó, theo em là như vậy. Còn còn những cái vấn đề cá nhân thì em cũng không muốn làm gì. Thế là nhân đây thì em cũng nói luôn một câu chuyện nữa, thì em đọc đâu đó thì bởi vì như này em luôn luôn nghi ngờ và luôn luôn em luôn luôn em suy nghĩ đi và em suy nghĩ lại. Thì hôm nay có một cái em đọc một cái bài của ông Đoàn Ngọc Hải nữa, và một cái gì Annie Phương à, ca nhạc sĩ đấy, thì Eric bênh Phương hả? thì bên Hoài Ninh. Thì với Phương thì em cũng không 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 có tìm hiểu nhiều, nhưng mà có ông Đoàn Ngọc Hải thì nó lùm xùm, em cũng nghe rất là nhiều. Và cách đây hơn một tháng thì em cũng nghe cái chuyện là ông ấy thấy cái cơ cơ quan của một cái bên 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 cái bên gọi là hội chữ thập đỏ hay cái gì có trách nhiệm về khắc phục hậu quả sau lũ đây, ông có hỗ Mặt trợ trận là Tổ quốc. 106 triệu, Mặt trận Tổ 106 quốc. triệu để xây hai cái nhà cho dân, thì đỡ ra cái người nghèo nào đó. Thì ông ấy cũng tin tưởng chính quyền, bởi vì bản thân ông cũng là làm từ ông chính quyền ra. Thì ông nhưng mà chậm trễ có được một tháng thì ông ấy lên mạng ông ấy nói chính quyền rất là nhiều, có những lời lẽ nèo nái dư luận. Thì em đứng giữa em cũng chẳng nói là ông ấy đúng hay chẳng nói là ông ấy sai, thế nhưng mà em lại hy vọng rằng là ông ấy có quan điểm nhất quán trước sau như một. Thế nhưng mà hôm nay em lại thấy ông ấy đăng một cái status, ông ấy viết để ông ấy bênh Hoài Ninh là vì lý do thế này vì lý do thế kia, mà chậm trễ hơn 6 tháng nay với số tiền gần 14 tỷ. Thì vậy thì thế chính quyền nó có hơn 100 triệu thôi mà chưa đến một tháng hoặc là hơn một tháng một tí gì đó mà ông ấy làm dùm beng lên, thì có phải là trước sau nó bất nhất không? Cái quan điểm của mình nó không nhất quán. Thế thì em cũng chẳng biết rằng là mình nên 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 thần tượng hay là mình tin vào ai, mình cũng nên kết luận là ông ấy là người tốt hay ông ấy là người xấu. Thế nhưng mà thôi, thì
cái hành động của con người đôi khi nó mang tính nhất thời nữa anh, nó tư Đúng tưởng không? nó mang tính nhất thời nữa thì mình cũng không không dám đánh giá. Thế nhưng mà ý em chỉ đưa ra cái câu chuyện trước và sau như vậy để mình Cái đặt ánh nhìn của câu mình đúng không? Nói chung mình đưa ra cái ánh nhìn của mình thôi đúng không? dạ để mình đặt một câu hỏi rằng Ừ. là mình có nên đặt một cái niềm tin hoàn toàn vào một ai đó hay là không, hay là mình Đúng rồi. chỉ nên tin vào thời điểm và cái sự kiện nhất định. Ý của em là như vậy. Đúng rồi. Thôi thì dạ thì ở đây cũng có còn nhiều người chia sẻ này, có ai nói là máy hết pin này muốn lên tí xíu, em cũng chia sẻ đến đó thôi, cũng đưa tương đối đủ ý rồi, em xuống em nghe anh chị em và em cũng cảm ơn Rồi. anh. À, Cảm em cũng ơn ông chào anh Nam chị nha. em chúng ta Mốt vô ông đừng có khui khui ba cái ra cho chị em dạ. đập đập tôi đó nha ông. Rồi cảm ơn ông Nam. Ok anh giờ dạ. Lại nói về cái nàng hề, nói chung là nó quan điểm cá nhân thì em thấy từ nãy giờ có mấy anh chị em lên nhưng mà cũng chẳng quan chia sẻ là quan điểm cá nhân, và em nói đây ai có quyền chửi em và có thể là đồng ý em không biết, nhưng mà quyền cá nhân thì mình chia sẻ cái quan điểm cá nhân. Ở đây ai anh em mình, anh chị em mình ai cũng có trưởng, ai cũng là trưởng thành rồi đó, tự do ngôn luận bày tỏ quan điểm cá nhân nhưng mà trong cái phạm vi không ảnh hưởng đến cá nhân người khác, Đúng không rồi. ảnh hưởng đến danh dự tổ chức cá nhân người khác thì mình có quyền bày tỏ, còn nếu như sai đến đâu thì mình chịu trách nhiệm đến đó. Anh có công nhận với em không? Đúng rồi, đúng rồi. Đấy, thế nhưng mà nói về cái nàng hề thì đấy, có ba cái cây cây hề nổi tiếng nhất. Một thằng thì nói là nếu mà người dân hay là khán giả cứ đòi minh bạch thì chúng tôi không có sức để làm, chúng tôi sinh ra không phải để làm điều đó. Câu đó thì chắc là ai cũng biết là cái con hề nào nói. Rồi một thằng thì bảo từ nay tôi sẽ không kêu gọi nữa đấy, để bảo vệ mẹ cái quan hệ cộng hưởng. Mày chúng mày có được cái ngày hôm nay là cái quan hệ cộng hưởng, đồng ý không phải khán giả nuôi, cái là sản phẩm trí tuệ người ta thích, thế nhưng mà cái này cái nghề này đặc thù anh ạ, nó là Đúng quan hệ cộng hưởng. Nếu anh sống không có đạo đức khi anh quan hệ cộng hưởng ý là sao, anh có tiếng, anh có cái sự nổi tiếng, anh có uy tín thì sao, thì mạnh thường quân thì khán giả người ta nhờ anh, người ta gửi gắm cái niềm tin vào anh đúng không, anh có trách nhiệm phải công khai minh bạch chứ không phải ai bắt anh công khai minh bạch. Và anh có trách nhiệm công khai minh bạch tức là sao, tức là anh là con người có uy tín đấy, anh là con người có uy tín, anh là con người đáng gửi gắm chứ không ai bắt anh phải minh bạch. Mà cái niềm tin người ta đã gửi vào anh rồi thì chắc chắn là khi anh Thơ Quang gửi cho con hề đó 1 tỷ để đi làm từ thiện thì tức là trong lòng anh là đã có niềm tin rồi, phải không anh? ủy quyền. Đấy. Bằng chứng là gì? Bằng chứng là 14 tỷ trong tài khoản nửa năm nay rồi. Cũng có ai biết đâu hả anh? Tất cả những mạnh thường quân người ta gửi vào đó, người ta cũng đặt trọn niềm tin rồi. Có ai biết đâu anh? Đấy. Thế thì bây giờ cái quan điểm cá nhân là sao nè? Anh không có trách nhiệm phải làm điều đó, nhưng anh phải làm điều đó vì sao? Vì anh là người người đã được gửi gắm niềm tin, còn anh không thích làm điều đó chẳng ai bắt. Thế thì bây giờ em nói thật với anh, em mà như mấy con hề đấy bây giờ mẹ kêu gọi đi, kêu gọi hết mấy đám đàn em cấp dưới này, từ nay tao với chúng mày sẽ tẩy chay khán giả trong vòng 3 năm, không biểu diễn cho chúng nó xem nữa, cho chúng nó buồn chán chết cụ chúng nó hết đi đó, xem Vô ai chết Nam trước. góp ý em gì kìa. Dạ ok anh, em có hiểu mà, em hiểu, nhưng mà em cũng khẳng em chứ câu trước em đã nói rồi, xin phép anh là như này, xin phép anh cho em bày tỏ quan điểm cá nhân chứ mà em nói thì em cũng không có đấy, anh thấy không, trong câu nói của em thì em cũng chỉ nói như vậy thôi, em cũng không Chừng mực, không có chừng để tên ai. mực. Thì đấy, nếu mà đấy thì mày để thì mày tẩy chay khán giả đi. Ê anh em mình hôm nay đến đây họp, từ nay tụi tao với tụi mày là tẩy chay bọn khán giả gọi là kém hiểu biết này đi, tẩy chay 3 năm không hát hò, không biểu diễn, không hề chẻo léo cho chúng nó buồn chết cũ chúng nó hết đi, xem ai chết trước em hỏi anh. Khổ lắm, thế cho nên Ông em đừng nói đổ anh dầu em nữa ông, mệt ông quá. em mới nói rồi, cái chuyện này trong cái câu chuyện này nó cũng lằng nhằng lắm anh, nhưng mà thôi em cũng chỉ nhắc lại một cái ý của em từ ban đầu.
Ở đây em cũng không đứng về phía bên nào, nhưng mà cơ bản là sao? Cơ bản là em cũng từ trước giờ em chưa biết bà Hằng, em chưa tìm hiểu, em cũng chưa nên tìm hiểu về bà Hằng là ai. Thế nhưng mà về với vấn đề cá nhân của bà đấy, và tại sao bà làm cái đó, cái tôi của bà đấy như nào em biết, nhưng mà em thấy bà ấy đưa ra được một mũi tên là bắn được vào mấy cái nhức nhối của xã hội. Mà những cái vấn đề này thì mình là người, em cũng cảm thấy được bao lâu nay rồi, nhưng mà em là con người nhỏ bé quá, không có tiếng tăm gì anh ạ, khổ thế, không có tiếng nói gì, nói không ai nghe. Thế nhưng mà bây giờ thấy bà làm được điều đó em cũng vui. Mà em cảm thấy cái hay nhất của bà đấy là cái gì, không phải là khui ra cái vấn đề đạo đức, à cái từ thiện, không phải là khui, em thấy cái hay nhất của bà là cái gì, bà làm được cái việc là cái vấn đề lúc nãy anh Thơ Quang nói là cái gì nhỉ, em nói về vấn đề quảng cáo nhỉ, à trách nhiệm của người nổi tiếng với chung công chúng khi anh nhận một cái hợp đồng quảng cáo. Thế em nói anh tự dưng cái đám nghệ nghệ sĩ tự dưng chúng lại mắc bệnh hết anh ạ, toàn mắc bệnh ung thư giai đoạn đầu mà cái gì Thôi là bỏ đi, sau khi uống uống một cái nó khỏi hết. Khổ thật em, bỏ mình ra đi. không em sợ cái đó anh ạ, cái đó em cực kỳ sợ, em chả hiểu tại sao. Mà nhà nước thì thôi, khi em nếu mà có tiếng nói để mà tham gia được, có chỗ nào em đến em tham gia vào thôi.